Các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm clip về dừa nướng cho các bạn xem nha. Đó, đây dừa của con kiệt nè các bạn. Đó, dừa của con kiệt mới lột đó. Đó, mà thanh niên kiệt nè, thanh niên kiệt nhảy các bạn ơi. Giờ tôi bắt đầu chặt dừa nha. Mày coi tao thể hiện nè. Ghê không? Ghê ghê. Đó, dừa phải có kinh nghiệm các bạn. Phải lột ra giống chuyện này các bạn. Chết cha. Chặt ngu rồi. Anh nên chặt dừa kìa. Không biết chặt dừa đâu. Rồi xong chặt ngu rồi. Rồi xong luôn rồi, hơi tới dừa rồi. Tôi đã vừa của ta. Thử mình thử uống dừa nướng như thế nào. Dừa nóng. Dừa. Thấy trên mạng người ta làm quá rồi luôn mà mình chưa uống thử. Mình làm thử, tự làm ở nhà luôn okay, các bạn. Rồi xong hư luôn rồi. Nên chặt cho mày ơi. Phải chặt ha. Vô nha. Rồi xong vừa hình vừa uống rồi, khỏi làm vừa nữa. Đây chặt cho, chặt cho. Chặt ngu rồi các bạn ơi. Ồ má nước dần rồi, đây ra chặt cho. Thế hiện các mày. Ok, để tôi uống tá vừa này đi, cho anh nhìn kỳ hèn. Vô mày. Má không biết chặt vừa các bạn. Chặt ngu quá. Mình chặt cũng hô kém gì đó đâu. Ghê. Thua mày, chặt thua mày. Từ. Mày uống tay thử đi. Họ chưa chặt sao. Uống đi. Nè, lỗi kia họ coi. Nó. Năm kìa. Máy gian tùm lum tứ luôn. Nè, bóng phóng to nè. Nè. Hả, hết tới vừa chặt ngu ghê chưa. Nè. Các bạn uống nha. Két nữa. Ngon các bạn ơi. Rồi, ông ơi nấu rồi. Để họ tôi chặt cái này cho. Này rồi chặt cho. Thầy tới để nó chặt lại. Thế hiện lại cho mọi người xem chứ. Nãy là lỡ cái hộ nha bạn. Đây vừa nướng. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Chặt bậy rồi. Mày chặt chưa? Ừ, chặt, bạn. Chặt cho lẹ. Bạn làm gì hối xe đấy. Làm gì hối xe đấy mà miếng xong hồi chua mình cũng ra tới dừa nha bạn. Nãy này chặt đứt tay luôn. Nghiệp quá. Không sao. Này có con núm mà hả làm được hết. Nó buông dừa ra. Lật lại mày. Nóng quá. Nó buông ra luôn các bạn ơi. Mấy dừa đen lùi luôn. Đó, giỡn vậy. Tiếp thôi. Đây chặt cho Hải ơi. Chặt cho lẹ bỏ vô lẹ nè. Từ từ, tôi khát nước rồi.
Nào uống chai đó rồi khác gì nữa. Đấy đúng rồi. Thanh niên ham uống như con heo luôn nè. Kiệt là đang mày lấy tới mới kìa. Đấy đúng rồi. Bây giờ mình quay cho kìa lấy dừa. Kìa lấy dừa kìa. Tới buông rồi mà. Ôi mày làm bung nữa hả? Trời ơi, hải này. Đủ luôn chưa? Ủa đây. À, không biết chặt dừa. Ủa đây. Ủa cho mọi người xem mày. Ủa đi. Uống cảm nhận đi kìa. Uống cảm nhận đi coi. Ủa đi. Hay này ta. Cảm nhận tôi coi coi. Dừa ngọt thôi. Ngọt thôi hả? À? Có đậm đà quê hương không? Hả? Không có dừa sao rồi, gọi quê hương. Này kìa, chạy kìa. Bắt đầu chạy gì đó các bạn? Thấy chuyên gia chạy dừa không? Chặt đúng mới tay đông máu không quay được cái khúc đó đó. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Ôi ôi. Quay vô đó. Chắc vừa chạy được quá rồi. Em ra rồi. Chưa. Ờ. Đặt đủ bốn mặt luôn. Ê. Không quá. Đồ ghê. Làm như trong phim luôn, ghê vậy á. Chỉnh cách của con người. Cho hồi mình chạy thử qua nãy hai lần mình thất bại chắc các bạn buồn lắm, hai lần mình thất bại để hồi lần thứ ba mình không thất bại đâu nha các bạn. Ủa đẹp dữ. Rồi mình bắt trước. Chặt kiểu con kiệt. Nói giờ mình không chặt kiểu giống kiệt. Đoàn chặt ngang mà. Nó mổ dò ghê luôn mày, ngồi nói chứ sự kìa. Rồi tao cũng gán cho mày. Ừ, nổ. Ừ. Các bạn Facebook chứ thanh niên này nha. Kiệt Nguyễn nha các bạn. Đó các bạn giao lưu với bạn ấy. Ừ. Mày chặt xấu chứ vừa luôn. Nó vừa nữa đó. Quay lại đi. Ủa nóng quá à. Này tính làm clip câu cá mà mùa này không có tụng các bạn ơi, mùa này không có tụng luôn nên đành làm cái gì đơn giản thôi, chừng nào mình có tụng á thì mình làm câu cá cho bạn xem nha. U chơi chơi chặt dừa ghê. Mà u chạy đẹp dữ. Đúng đẹp lắm, xấu quắc luôn. Các bạn thấy tới giờ này mới điểm các bạn chấm nha. Không điểm. Này này vui tính phải. Làm clip không chưa tụt. Đọc chữ nãy giờ banh clip này. Chị
Ôi. Anh đi kìa, thể hiện nè, đó các bạn thấy chưa, thể hiện đó. Hồi chú mày uống luôn đi, hồi chú hỏi nên chú bữa ra ngoài nó cũng banh nước à, nói thiệt á. Rồi sai lầm lớn nhất của kiệt đó các bạn, đó nên không đỡ thêm đi. Nung lửa em ha, các bạn đợi mình nha. Nhúng này, nhúng. Giờ mình bắt đầu nhúng lửa nha. Nó lửa rồi, nhúng rồi. Ôi, lá khô ta. Chết luôn. Nhúng giống nãy mình nhúng á. Hỏi lên mày, hỏi cho trái. Trời ơi, má khó vậy. Niên nè. Bỏ vô, nhúng lửa. Niên, nhúng lửa thất bại rồi nè. Kim là chuối bỏ vô. Để chuối đâu bỏ. Kìa. Cô cá chúa ơi các bạn ơi. Sai lầm lớn nhất của Hải khi chặt dừa và nhúng lửa. Nhưng mà mình để trái dừa sao? Đó. Rửa lên. Đưa cái dừa vô, đưa vỏ dừa vô giữa cái thau á. Được. Giờ mình bắt đầu đang nướng nha các bạn. Má mấy tay dừa này nướng lâu quá. Thở lên kìa. Tỏ ra này kìa. Lấy đi. Gỡ ta xuống đi. Sao gỡ? Tẩy ra. Kìa. Ây da. Trời nóng hả? Phóng tay vô đâu nóng. Xiên hả? Ủa đây. Để thiếu đây cho ngủ.
đủ nước hai cái đó. Thôi đem nó luôn đi. Được hay nhiêu? Miếng ngon nha các bạn. Cái chính nhỏ nhắc cầm được để vỏ còn bây giờ mình test thử đi, test thử kìa, lấy kìa, lấy cái ly không có ly à? Thôi hỏi nóng bởi rồi chút rồi vậy gì thôi để tôi chạy cho cầm ấy, cầm ấy mất đầu chạy vừa chứ các bạn. Đây nãy nè đó, nước nóng không? Không hơi rồi à. Kìa ok uống đấy, uống cái này đi. Khúc nhờ khúc dưới này các bạn nó hơi nóng ấm hiểu không? Mùi này giống khoai nướng quá các bạn ơi, gì hả khoai nướng quá. Không không tôi chặt cho chặt đi. Ủa nó nóng. Tay này nó nóng lắm á. Tao chặt thêm cái nữa. Chặt thêm cái nữa đi. Ủa đằng sau nè, đằng sau chảy nè. Ôi nóng lắm quá. Ôi ôi ôi, hạt chín nó có màu vàng nè. Chị nghĩ chắc chắn uống ngon á. Ừ đúng rồi, nó nóng hỏi à. Phóng mỏ á. Thì mà nóng à. Ờ kêu chứ đi. Ôi nóng không? Nóng. Ôi nóng. Đi hỏi khoai lang quá. Ôi ôi nóng lắm, cộng được. Cho tao miếng dừa. Không miếng miếng mà bự xíu, miếng dài dài á. Này à, đó, miếng dài đó. Này à. Ừ. Kẹp vô. Giờ kia bắt đầu uống nha mà. Y chang mùa khoai nói rồi. Ui da phỏng tay. Này gì láo này. Phỏng tay rồi. Y chang mùa khoai luôn á. Nóng luôn á. Nóng lắm á. Uống thử tới con kia nha. Nghe y hầm mùa khoai luôn á. Phỏng mỏ cái chịu á. Nấu hỏi à, không dám uống luôn á. Ừ, đi hỏi mùi khoai luôn á. Nấu không? Thôi hả? Từ từ để tôi đọc để thử.
uống lại đây kìa, tay của mình nè, nó không có nóng bằng tay của kìa, tay kìa nóng quá. Không, nó nóng mà nó được ngọt. Không được ngọt, bỏ thêm đường. À tao có cách này, vừa bỏ ta chăm vô. Ừ làm vô. Ngon quá. Ủa canh nặng hết mà. Ừ hết rồi. Đem. Ngon quá. Hỏi nước được không ta? Làm ta. Các bạn ơi, video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.